Xin kính chúc đại gia đình vườn vải của chúng ta một năm 2019 nghỉ hơi thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe, an lành, phúc. Và sau đây con xin giới thiệu, được phép mời cô Vũ Thị Hoàng sẽ lên có đôi lời gửi đến cho toàn thể quý quan khách cũng như quý Phật tử trong giờ khắc thiêng liêng giao thừa này ạ. Con xin kính mời cô. Vâng, năm mới đã, năm cũ đã qua, năm mới đã bước sang, năm nay là năm Kỷ Hợi, là một năm rất là đầy ý nghĩa. Hôm nay tôi, giám đốc công ty lâm nghiệp Dược Liệu, một thành viên Vũ Thị Hòa ở tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có đôi lời và trên toàn thế giới. Nói năm Kỷ Hợi tràn đầy tình yêu thương và chúc phúc cho mọi tất cả anh em chị em trong công ty và các quý Phật tử như ý, và đạt được nhiều tốt đẹp. Và ngày hôm nay đêm giao thừa Kỷ Hợi, rất cảm ơn bà con ở thôn Đồng Tâm, thôn Đồng Tràm, thôn nói chung là thôn Đồng Câu, và tất cả có một chị số chị em thân thích ở dưới Hà Nội và mọi nơi, hôm nay rất là vui mừng đến tại công ty lâm nghiệp Dược Liệu, một thành viên Vũ Thị Hòa và gia đình sang năm mới này với một mọi điều được ước muốn. Mong muốn tất cả mọi người mang tình yêu thương, mang tình yêu thương cho mọi người. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Sau đây thơ chúc Tết. Năm Kỷ Hợi một mùa xuân lấy lộc, sao vui thay một năm Kỷ Hợi mọi nhà mang tình yêu thương mọi lúc.
mọi người dây chúc đoàn kết, có đoàn kết mới hạnh phúc, nghĩa đầy nên chúc một năm mới an khang và thịnh vượng, nuôi dạy con người đạo nghĩa. Chúc các cháu thiếu nhi vâng lời ông bà cha mẹ, ơn nghĩa thầy cô. Chúc các anh các chị công tác các ban ngành vững tâm làm việc đức sáng tài cao. Chúc mọi người bươn chải dài xa, một năm nay tình yêu chúc mọi nhà đặc nghĩa đặc đây. Cũng chúc mong muốn nhất của tôi sang năm 2019 và năm kỷ hợi, cũng mong muốn cho một người mà cũng tài đức và nghĩa đạo là sứ mệnh của mình tiếp tục cùng tôi giúp đời giúp người và làm đúng nghĩa, dù trông gai đến mấy nhưng lương tâm mình vẫn tràn ngập và vẫn luôn luôn vững tin và vẫn luôn luôn làm đúng đạo nghĩa của mình, dù rào cản đến mấy, dù khó khăn đến mấy, sóng gió chỉ làm sao cầu chúc cho tất cả các anh đúng cái lương tâm và đạo nghĩa của mình. Và sang năm mới tôi chúc làm gì pháp luật cho phép thì mọi người hãy làm đúng, làm đúng pháp luật và làm đúng lương tâm của mình, không để ảnh hưởng đến pháp luật. Ảnh hưởng đến pháp luật là chính ảnh hưởng đến lương tâm của mình. Cho nên ngày hôm nay chúc phúc cho mọi người hạnh phúc, nhà nhà tươi mát. Vâng, gọi một số anh em lên đây mừng một ly đi. Năm mới vâng. Và xin kính mời toàn thể quý quan khách cũng như quý Phật tử chúng ta cùng nhấp môi để chúng ta đón một mùa xuân mới thật nhiều may mắn, thật nhiều an lành hạnh phúc hơn nữa. Con mời bác Đồng La, con mời bác Trí, con mời bác Diện, con mời Mo Việt, con mời các đầy đủ bác trị sự của gia đình. Con xin mời bác Hoa, con xin mời bác Vinh, con xin mời bác Dũng ạ. Vâng, con mời bác Dũng, con mời bác Bính. Vâng, con mời chú Thống, con mời cô Huệ. Vâng, con mời bác Triềm, con mời bác Thuận, con mời mẹ Loan. Dạ. Vâng, con mời đại gia đình. Gia đình vườn vải chúng ta cũng lên sân khấu. Em mời anh Tuấn, em mời chị Huệ, em mời bác Lâm. Dạ. Con mời cô Sơn, con mời bác Năm. Xin được phép trân trọng kính mời đại gia đình lúc này và đón một mùa xuân mới 2019 kỷ hợi với gia đình vườn vải ạ. Con xin phép mời toàn thể gia đình của chúng ta cùng đứng lên luôn ạ. Năm mới hạnh phúc này và chúng ta đón một mùa xuân mới với gia đình vườn vải, với cô Vũ Thiều Hòa, với toàn thể những người. Vườn vải của mình và để tiếp theo để giúp được mọi người nữa.
ơn cô cũng coi như là tự để chúc cho hôm nay chính danh của cô cũng nói đúng ra là ở đời ấy thì không ai phong, nhưng mà tôn giáo thì là tín ngưỡng, nhưng ở đây đạo là người, việc phải là người thật thì cũng mong muốn nhất đây là cái lăng cũ thì cô cũng nói qua, nhưng mà muốn nhất cái điều ngày hôm nay mà đã là thầy pháp sư đã làm nhiều việc vừa rồi đã thầy cô, mà không mới là giúp cho cô mà cũng giúp cho rất nhiều người, và cũng là một số là cũng là đều phải biết cái này thì đúng là nó rất là tế nhị, nhưng mà cũng là sang năm mới tiếp theo đây thì cũng chúc phúc là thầy pháp sư cũng là cố gắng làm sao giúp đỡ được mọi người toàn tâm toàn ý, buông xả nhiều cái chuyện là cũ đi để tiếp theo đây để gánh một cái trọng trách sứ mệnh của mình là rất là trèo lái, là phải vững vàng, rất khổ, mà rất là phải làm sao cái tâm của mình phải vững vàng, cũng như là cô là đã một thời gian là rất là gì, thì hôm nay cũng là đầu xuân năm mới, là trước hết cô cũng là ly rượu này để chúc phúc cho thầy pháp sư sang cái năm Kỷ Hợi này cố gắng trèo lái để làm giúp ích cho đời, giúp cho người, giúp được cho rất là nhiều công việc cho mọi người nhìn rõ không ạ? Rất rõ ạ. Vâng, cái đấy là đúng rồi, sứ mệnh của thầy pháp sư có đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thì hôm nay là chính cô là người gọi đây là giao kết phúc, thì là cô cũng là một ly với đầu xuân năm mới, thành rằng cô không uống, nhưng mà hôm nay cũng là ngày mà mọi người biết, bây giờ cô chỉ là người phiên dịch thôi ạ, thế là mọi người tự biết thì tại sao hôm nay cô đầu xuân năm mới cô uống một ly rượu này, là rượu này là lên tình lên nghĩa, nhưng không được kiểu là sau là lấy chữ rượu này để giải sầu hay bất kể một cái gì, đây là rượu đầu xuân mới cho nó mặn cho nó cong, đây là rượu này là rượu lên tình lên nghĩa, chứ không phải là rượu bại tình mà bất nghĩa, cho nên ngày hôm nay lấy một ly rượu này ở trong nam nó phải hết nghĩa, năm mới phải nó rõ, có nam có bắc thì là trong nam gọi là ly mà ngoài bắc là gọi là chén, thì hôm nay là mình đang sống ở bắc thì gọi đây là một chén rượu, chưa đầy một chén rượu, lưng một chén rượu, thì là cũng chúc phúc cho thầy pháp sư tên ở đời thì là gọi là Trần Văn Đang, thì là tên mà để giúp đời là Trần Nhân Phúc Ấn pháp sư phúc quán, hôm nay là đầu xuân năm mới gánh một trọng trách đúng nghĩa đúng tình sứ mệnh của mình để giúp đời. Nhân dịp đầu xuân năm mới, con xin kính chúc cô sang năm mới luôn luôn tươi trẻ, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Con xin hứa với cô, xin hứa với trời với đất những trọng trách và sứ mệnh mà cô giao cho. Ở đây là tất cả mọi người, không này Hoàng Đệ Yên, bây giờ là xin là cho tặng mỗi người ly rượu. Bây giờ là anh làm được rồi. Nào trước hết. Xin mời mọi người chúng ta. Trước tiên là bà và các quý khách đã đến dự buổi lễ giao thừa với đại gia đình vườn vải. Đầu xuân năm mới, tôi xin chúc tất cả mọi người, mọi gia đình sang năm mới gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đại gia đình của vườn vải chúng ta sang năm mới có sức khỏe. Mọi người trong vườn vải đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
Xin mọi người tí nữa là bắt là có lưu lệ xe mỗi người lên để nhận chén rượu đón giao thừa luôn ạ. Nào lên hết đây đi chị. Vâng, mời gia đình của chúng ta dồn lên để nhận chén rượu ân tình và may mắn từ chú Đăng cũng như cô Vũ Thị Hòa. Xin mời cả gia đình ạ. Vâng, con xin phép rằng là chúng ta khoan hãy uống vội để đại gia đình chúng ta mọi người đều có một chén rượu may mắn này thì gia đình chúng ta cùng nâng ly với hạnh phúc hơn. Và con cũng xin phép rằng là các cô các bác các chú nào chúng ta sau để những người chưa có để lên để nhận chén rượu ạ. Vâng, mọi người cứ yên tâm, rượu này là rượu đã đứng rồi đây ạ. Vâng, và còn ai chưa có chén rượu mừng năm mới không ạ? Các chị lẫn các em nhỏ với gia đình vườn vải chúng ta đón một mùa xuân an lành hạnh phúc. Xin kính mời. Còn nhiều rượu mà đấy mà xin ạ. Ai cũng có mà. Đang đưa phương chuyển. Đâu rồi hạt đâu rồi? Sao mình đuổi ra xa thế? Đang cầm chiếc nhá. Có thầy quên người quan trọng nhất rồi. Ơi, xin mời gia đình chúng ta cùng dơ cao chén rượu lên được không ạ? Chúc mừng năm mới đó. Chúc mừng năm mới 2019 thật là an lành hạnh phúc ạ. Một. Cô hôm nay vui quá, cô cũng phải chơi chứ gì. Vâng. Xin mời gia đình chúng ta cùng cạn chén rượu này ạ. Một. Xin kính mời các ông các bà, các quý khách ạ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi mừng tuổi cho tất cả những chai nước độc đầu xuân ạ. Xin mời mọi người lên đây. Vâng, và cũng rất là vui và hạnh phúc khi được cô Vũ Thị Hòa và chú Đăng dành tặng cho mọi người một món quà lì xì đầu xuân năm mới, đó là một chai nước lọc hạnh phúc. Chúng ta cùng mang những điều may mắn, chúng ta cùng mang cho mọi người mang những món quà này giống như trong gia đạo luôn luôn bình
Xin trân trọng cảm ơn cô Vũ Thị Hòa cũng như chú Đan rất nhiều vì những món quà đã dành đến cho mọi người ạ. Xin hôm nay tất cả các anh em, chị em trong buồn bãi, các quý Phật tử, chai nước này là đang tăng chai nước đầu năm, nó không có cái ý nghĩa gì ở trong này. Đây là nói lại nhá, không mê tín dị đoan, không phải là lấy chai nước này để làm nhờ của phép nào phát cho mọi người, mỗi một người là được đầu xuân năm mới là một chai nước lộc, nói luôn là mát tâm mát tính, mà đây cũng là thay một cái tình cảm của gia đình đấy, là vừa nói rồi thì mọi người hãy hiểu như thế, không lúc ra về đầu xuân năm mới hay là tránh tình trạng rất là nhiều người sẽ nói là tôi ở trong vườn vải này là lấy chai nước mê tín. Thế là năm mới cũng phải nhắc đấy cho mọi người nhá. Các ông các bà, những ông bà nào lớn tuổi thì lên trước ạ, à, đứng ở đây để phát cho mọi người. Đang có tự giác là ý nghĩa may mắn mà cô Vũ Thị Hòa đã dành đến cho mọi người thì nó cũng tương tự như cái việc mà đúng thời khắc giao thừa chúng ta ra ngoài, chúng ta hái lộc non về và mong những điều bình an may mắn đến với gia đình, thì chai nước này cũng giống như là một dòng nước tươi mát để mát tâm mát tính và mang đến những điều may mắn hơn trong năm mới vừa sắp đến. Và cũng mong rằng là chúng ta hãy trân trọng và đón nhận những tình cảm thiêng liêng mà cô Vũ Thị Hòa cũng giống như chú Đa, cũng giống như toàn thể. Trân trọng cảm ơn cô Vũ Thị Hòa và chú Đa rất nhiều ạ. Vâng, và trong lúc chúng ta đón nhận những chai nước lọc hạnh phúc thì cũng mong mọi người chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhịp cầu yêu thương từ khắp mọi miền đất nước, và chúng ta cùng theo dõi đón mừng năm mới với toàn thể đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà khi nó trở thành một cái câu chuyện được kể lại bằng người thật, bằng xương, bằng thịt trên sân khấu, bằng ánh sáng, bằng trang phục, bằng âm nhạc, nghe tất cả các nhân vật thoại với nhau thì sao thấy, ôi sao mà thơ. Ngọc hát cải lương không ạ? Có đồng ý không ạ? Và tất nhiên là không thể thiếu tiếng đàn của anh Đức Chí được đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho món quà này đầu năm của hai anh gửi đến khán giả truyền hình ạ. Xin mời hai anh ạ. Anh vào tối thôi.
Yeah, good.